giữa Chí Onana và Võ Tư, và hiệp 1 chính thức bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Thanh Tùng. Anh thấy anh nhấn cho em nhé. Ừ. Nhưng mà phím tắt là gì? VBN. V là mấy giây? 5 giây. V 5 giây rồi. N là mấy giây? Cơ ơi. Rồi, pha bóng đầu tiên tấn công của anh em Vĩnh Linh 1. Đối với cả hai đội nó được coi như trận cầu 6 điểm. Vĩnh Linh 1 vào cuối tuần trước thì đã phải nhận một chiến bại trước Gio Linh với tỷ số là 2-1. Người ghi bàn duy nhất 84 Nha Trần, số 18 thủ môn Võ Tư, số 28 Hữu Tường, số 6 Phong Bo và cuối cùng là số 74 Hoàng Long. Còn bên phía của Vĩnh Linh 1, các cầu thủ thi đấu trên sân bao gồm số 3 đội trưởng Xuân Vương Vương Eric, số 11 Phi Long, số 6 Hùng Cuti, số 27 Văn Thông, số 1 Hữu Tường. Phối hợp bóng sang hành lang cánh trái nhưng nó đã dài đà so với cầu thủ này. Một trận đấu với một đội thì họ đã để thua trận trước, còn đội còn lại thì họ đã giành được chiến thắng. Một đội không điểm và một đội 3 điểm, dứt điểm. Và đương nhiên rằng là với những diễn biến của Quảng Trị cũng như là một ngôi sao trong khoảng tầm gần chục năm trước, Quân Cun, hay người ta gọi anh là Quân Cun Xịp Vàng, anh chưa vào sân. Có nắng nhưng mà việc để ra mồ hôi cũng chưa dễ dàng đâu. Cầu thủ sẽ thi đấu thoải mái, bóng có phần chạm tay nhưng trọng tài tiếp tục. Không thành công. Lưu Thắng đã không với được. Bây giờ bóng sẽ thuộc về các cầu thủ Vĩnh Linh 1 với trang phục áo màu đỏ. Coutinho rất hay, kéo phải rồi sang trái, chóng mặt đối thủ. Tiếp tục là Coutinho. Coutinho về đáy, dứt điểm. Bóng bật lấp bập. Và thủ môn của Vĩnh Linh 2 là Võ Tư, anh đã phải tốn đến 2 nhịp. Bóng không căng từ cú sút của Phi Long. Là một cầu nối. Cầu nối rất mềm giữa tuyến tông tấn công cũng như là khâu phòng ngự. Úi giời ơi, cái gì xảy ra giữa Vương Eric và Nha Trần vậy? Rất giật mình. Em được chuyển ngửa mặt lên rất hay. Đức Thắng không qua được một cầu thủ tên Thắng khác là Lưu Thắng. Phong Bo. Bo! Quả chạy bo uy tín, lịch sự, sang trọng và đẳng cấp. Đấy là tất cả những tính từ có thể dành cho Phong Bo. Chạy rất khéo, đúng là chạy bo theo kiểu PUBG, và sau quả tung chân trái mù mắt. Không thấy bóng đâu. Đây là pha bóng đang cò thì đây sẽ là một điều kiện để cho một đội vươn lên. Coutinho rất khéo léo. Coutinho nhẹ nhàng lắc sang một bên và ra chân ngay. Hình ảnh của Hùng Coutinho, nhưng bây giờ cái chân của em bị làm sao vậy? Đang hơi cà nhắc, rất căng. Đây là câu trả lời trưởng Lưu Thắng. Sút rất căng. Trời ơi, đây là vũ khí mà họ mang đến giải đấu năm nay. Đó là cái chân phải của Lưu Thắng. Đó là những lá nốt quả này anh em ơi. Đó, chúng ta chờ đợi xem ai đang bị đau. Như vậy đó là Hùng Coutinho. Chúng ta xem lại pha bóng trước đó mà khiến cho cầu thủ này dính trưởng. Một pha vào hai chân. Và bây giờ tiếp tục là đội trưởng Lưu Thắng của Vĩnh Linh 2. Quá khó chịu. Chí Onana đã phải tốn tới 2 nhịp mới kiểm tỏa được pha bóng vừa rồi. Đừng chờ vọng. Bây giờ là Phi Long cũng như là Hùng Coutinho. Một màn huynh đệ tương tàn và xem ai sẽ thịt ai trước. Coutinho sẽ điểm trúng chân cầu thủ số 6 khác. Đó là Phong Bo. Chí Onana đường bóng lên là Hùng Coutinho, Văn Thông. Đường chuyền lên, dứt điểm đi. Một không dành cho Vĩnh Linh 1. Vâng, niềm vui ở trên hàng ghế dự bị với những cầu thủ thuộc suất mì chính. Ngay từ khi thắng Akira Messi vào sân thì đã có đột biến, mặc dù trong tình huống này thì Messi không có pha đóng góp nào. Đường tỉa lên của Văn Thông có thể nói là đạt đến tầm cỡ của Kevin De Bruyne. Chính xác là chuyển hướng đến Tuấn Lê Nguyên. Vẫn là tiền đạo này.
Tiền đạo nghe chừng là thước vóc hơi gọi là chậm chạp một chút, nhưng mà những pha đi bóng rất khó chịu. Cũng chỉ là rào hai thôi, rất tiết kiệm người. Bây giờ thêm quả Văn Thông nữa. Đối với một chân sút căng đét đèn đẹt như Lưu Thắng, cần phải rào từng đây. Bó! Không vào! Phòng bò lại chạy bò lần tiếp theo. Và đây là cú sút đáng chú ý thứ hai của cầu thủ áo số 6 bên phía Vĩnh Linh 2. Cú sút mà đã khiến cho Chí Onana thành một khán giả gián tiếp. Chí Onana chơi chân là điểm tựa. Bóng chạm người của Đức Mạnh. Ôi, Mạnh ơi! Không vào! Quả tung người vô lê như trong phim của Đức Mạnh. Thế mà không trúng bóng. Tư thế là rất đẹp nhưng điểm tiếp xúc thì không được đẹp như vậy. Lưu Thắng. Ngọc Phong đi bóng tự tin thoát pressing. Dưới sân là Phi Long cũng đã thi đấu rất hay và đã đến lúc để cầu thủ này nghỉ ngơi. Đường mở cánh cao lên. Messi chân trái ngon quá. Messi không vào. Mẫu thật sự. Một tình huống đá bóng như sách giáo khoa. Đỡ ngon bằng chân trái và không chần chừ vụt luôn. Đúng là kẻo thuận có khác. Đầy đủ yếu tố của một cầu thành 2-0. Đứng trước bóng đang là Hoàng Cốt tại Đức Hoàng. Đức Hoàng đã có cho mình siêu phẩm đánh đầu ngược trong trận trước. Đức Hoàng. Như vậy là sút theo kiểu mù lai má ngoài. Sẽ là biên hoặc là góc dành cho Vĩnh Linh 1. Đức Linh. Ngọc Phong đỡ ngực hơi bung một chút. Cơ hội. Thôi rồi. Đây được coi như cái ván đã đóng thuyền. Lại là Tạ Đức Hoàng, Hoàng Cốp. Một tình huống sai lầm trong khâu phòng ngự của các cầu thủ Vĩnh Linh 2. Và với những cầu thủ lạnh lùng và có nhiều bản năng săn bàn cỡ như là Tạ Đức Hoàng, số 22 Hoàng Cốp, thì anh không thể bỏ lỡ được tình huống này. Hoàng Cốp rất bình tĩnh mở bóng cho Hoàng Coutinho. Hoàng Coutinho mở đây. Quan sát hơi lâu và đường truyền là củ từ quá. Hậu vệ đối phương đã khép hết góc truyền của Hoàng Coutinho. Giải bóng đá năm nay, Hoàng Cốp bây giờ đang linh tấm băng thủ quân. Đường truyền của Hoàng Cốp. Phòng bỏ. Hoàng Cốp. Hoàng Cốp. Cú sút mù mắt của Hoàng Cốp. Không thấy đâu. Và bóng đi ra ngoài. Ngọc Phong. Bây giờ thủ môn Võ Tư quyết định chờ như một bóng mà thầm lặng để chờ đợi cơ hội. Nếm mật nằm gai, phơi xương và ngâm gió. Nào. Minh Tị rất tốt. Được chuyển ra. Hoàng Cốp. Căng đi. Tiếp tục là Hoàng Cốp. Không dứt điểm được. Đình Khánh. Ôi. Cây. Đâu rồi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Coutinho. Coutinho và Ngọc Phong. Quá uy tín, trẻ thế thì làm sao đội bạn lấy bóng được. Teddy Hồ. Bây giờ là tốc độ của Teddy Hồ 100% pin. So với Ngọc Phong bây giờ chắc chỉ còn bốn mấy thôi. Và đúng lúc này thì tiếng còi mãn cua của trọng tài Thanh Tùng cũng đã vang lên trên sân bóng Đại học Hà Nội. Tại vòng đấu thứ hai trận đấu này giữa Vĩnh Linh 1 và Vĩnh Linh 2, đội bóng áo đỏ Vĩnh Linh 1 đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 rất quan trọng, mang về 3 điểm đầu tiên của họ tại giải bóng đá Đồng Hương Quảng Trị tại Hà Nội lần thứ 8 năm nay.